Hello everyone, my name is Thu Hiền. I'm an English teacher from Seoul English Center. Kính chào ba mẹ cùng các con học sinh thân mến. Cô là Thu Hiền, giáo viên tiếng Anh đến từ trung tâm ngoại ngữ Seoul English. Cô Hiền hôm nay rất vui được quay trở lại với các bạn để tiếp tục chương trình tiếng Anh lớp 1 giáo trình Explore Our World 1. Buổi hôm trước chúng ta đã có một buổi làm quen rất là hay và thú vị về cách gì ạ? Chào hỏi trong tiếng Anh đúng không? Và làm quen với các bạn động vật dễ thương ở trong giáo trình của chúng ta. Các bạn còn nhớ bài không? Cô Hiền nhắc lại bài một chút nhé. Đó là cách chào hỏi trong tiếng Anh có mấy cách nhỉ? Cách số 1 đó là Hello. Cách số 2 Hi. Ngoài ra, cách chào tạm biệt là gì nhỉ? Cũng có hai cách đúng không? Cách chào đầy đủ là từ Goodbye. Và ngắn gọn hơn, chúng ta chỉ cần chào là Bye. Và chúng ta cũng nhớ lại tên của bốn bạn động vật chúng ta đã học buổi hôm trước rồi. Bạn voi có tên là gì? Có cái voi rất là dài, tên là Eddie. Bạn ếch màu xanh có đôi mắt rất là to, tên là gì nhỉ các bạn? Freddy. Good job. Các bạn nhớ bài rất là tốt. Tiếp theo, bạn gì nữa nhỉ? Bạn gì có rất là nhiều lông? Đó là bạn gì? Tên là Mia. Và bạn cuối cùng, Bạn vẹt có tên là Polly. Cô khen ngợi các bạn đã có gì ạ? Thời gian luyện tập và ghi nhớ bài vừa rồi. Chúng ta đã có được kiến thức của bài từ đâu rồi? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kiến thức của bài học tiếp theo ngày hôm nay nhé. Chúng ta bạn hãy chuẩn bị cho cô giáo trình tiếng Anh lớp 1 Explore Our World để trên bàn để chúng ta bắt đầu buổi học nào. Và ngồi thật đẹp cho cô nhé. Ok, bây giờ cô Hiền sẽ giới thiệu về nội dung của bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay tiếp nối chủ đề Getting Started, bài khởi đầu, nhưng ở đây chúng ta sẽ học tiếp số 2, trang số 3 trong sách giáo trình nhé. Các bạn hãy cùng mở cho cô trang số 3 nào. Hãy quan sát cho cô trang số 3 trên bảng của cô có giống với trang số 3 ở trong sách của mình hay không? Ok, thế thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Hôm nay nội dung của bài học cô Hiền sẽ giới thiệu với các con đó là phần mệnh lệnh trong lớp học bằng tiếng Anh. Khi học ca mệnh lệnh trong lớp học bằng tiếng Anh xong, các con có thể tự tin học với thầy người nước ngoài mà không cần sự giúp đỡ từ cô Hiền đâu. Các con hãy tự tin lên nhé. Bây giờ các con hãy cùng học với cô nào. Một số mệnh lệnh đơn giản thôi. Con hãy cùng quan sát tranh cho cô. Bức tranh với bạn nhỏ ngồi trên bàn, bạn ấy đang làm hành động gì đó? Hành động ở đây có mũi tên hướng ra, đó là hành động mở sách. Thì trong tiếng Anh tương ứng là gì? Cô sẽ đọc chậm từng từ một nhé. Mở là open. Đọc to cho cô nào. Open. Và tiếp theo, sách nào? Open your book. Open your book. Mở sách ra nào. Open your book. Ok. Với hành động tiếp theo ở đây,
Bạn gái mặc váy màu xanh, bạn ý đang làm hành động có mũi tên đi vào. Đó là hành động đóng sách lại. Đóng sách lại thì các bạn có từ tiếng Anh là gì? Cô liền cũng đọc chậm lần lượt từng từ một nhé. Close, 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 close your book, close your book, close your book. Đóng sách lại. Nhanh hơn một lần nữa nhé. Các bạn hãy cùng đọc với cô nào. Close your book, close your book. Bây giờ nhá, chúng ta hãy cùng thực hành nào. Cô nhìn sẽ làm hành động và các bạn sẽ nói thật to cho cô nhé. Nói thật to hành động của anh. Open your book. Close your book. Close your book. Close your book. Ok. Các bạn đã thành thạo chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp nhé. Tiếp theo, các bạn hãy quan sát cho cô bức tranh ở đây. Chúng ta sẽ có hai nhóm bạn. Nhóm bạn thứ nhất là các bạn ý đang ngồi với nhau và có mũi tên đi xuống, thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là mệnh lệnh ngồi xuống. Mệnh lệnh ngồi xuống cho tiếng Anh là gì? Đọc to nào. Sit down. Sit down. Sit down. One more time together. Đọc lại một lần nữa, nhanh hơn. Sit down. Sit down. Sit down. Và nhóm bạn ở bên cạnh cô Hiền, ba bạn đáng và mũi tên đi lên, đó là đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy trong tiếng Anh sẽ là stand up. Stand up. Stand up. Nhanh hơn nữa nhé. Stand up. Stand up. Ok. Chúng ta đã học được 4 mệnh lệnh trong tiếng Anh. Thứ nhất, mở sách. Open your book. Đóng sách lại. Close your book. Hành động tiếp theo. Ngồi xuống. Sit down. Hành động đứng dậy. Stand up. Stand up. 4 mệnh lệnh. Chúng ta bây giờ sẽ có một phần trò chơi vui nhé. Trò chơi mang tên Simon Say. Cô Hiền sẽ đóng vai trò là Simon. Simon sẽ đưa ra các mệnh lệnh và các bạn sẽ thực hiện theo cô các mệnh lệnh đó nhé. Và hãy thật sự tập trung lắng nghe cô nói những điều gì để thực hiện theo. Tuy nhiên, khi cô Hiền không nói từ Simon mà cô Hiền vẫn thực hiện hành động thì các bạn không được thực hiện theo cô Hiền nhé. Như thế là bị sai luật đó. Những bạn như vậy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Ok, các bạn đã hiểu được chơi chưa? Are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Tập trung vào lắng nghe cô nhé. Simon say, sit down. Simon say, stand up. Simon say, open your book. Simon say, close your book. Simon say, sit down. Simon say, stand up. Simon say, open your book. Close your book. Oh, cô Hiền đã nhìn thấy một số bạn đã làm hành động close your book. Cô Hiền không hề nói từ Simon say ở đây nhá. Khi không nói Simon say thì các bạn sẽ không được thực hiện hành động của cô Hiền đâu. Ok, trò chơi yêu cầu các bạn phải tập trung rất là nhiều. Chúng ta sẽ chơi tiếp ở những lần tiếp theo nhé. Hy vọng các bạn sẽ tập trung tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp
Tiếp theo đó là phần thực hành kiến thức chúng ta vừa mới học nhé. Ở đây, phần A, đề bài yêu cầu các bạn hãy quan sát tranh cho cô và tích dấu V vào phần bức tranh khớp với khẩu lệnh, tích dấu X vào phần bức tranh không khớp với khẩu lệnh cho cô nhé. Đề bài đã làm cho cô câu ví dụ đầu tiên rồi. Câu số 1 ở đây có bức tranh đó là hình ảnh mũi tên đi lên và chúng ta cũng có thể quan sát. Đó là bạn ấy đang đứng dậy. Bạn ấy đứng dậy và có từ tương ứng đó là khẩu lệnh stand up. Stand up. Và chúng ta sẽ điền tích ở đây đó là dấu V, chính xác là đứng khớp với khẩu lệnh và khớp với bức tranh. Ok. Tương tự các bạn sẽ làm cho cô bức tranh số 2 nhé. Bức tranh số 2 ở đây thì các bạn hãy quan sát cho cô nào. Hành động gì đây? Đó là hành động lắng nghe. Hành động lắng nghe mà khẩu lệnh đã đưa ra đề bài đó là sit down. Sit down là hành động ngồi xuống. Ngồi xuống và lắng nghe có liên quan với nhau không? Không khớp với nhau đúng không? Cho nên chúng ta sẽ điền cho cô là dấu X là sai, là không khớp. Ok, tương tự với hình ảnh số 3 nào. Hình ảnh số 3, hình ảnh bạn ý đang thực hiện hành động có mũi tên đi xuống. Nào chúng ta đã hành động ngồi xuống đúng không? Ngồi xuống mà các bạn quan sát cho cô. Khẩu lệnh viết ở bên dưới ở đây là listen. Listen có nghĩa là lắng nghe. Khớp với khẩu lệnh ở bức tranh thứ 2 cơ. Thì đáp án ở đây cũng sẽ là sai, là không đúng giữa bức tranh và khẩu lệnh đưa ra. Các bạn xem, các bạn đã làm đúng đáp án với cô Hiền chưa? Đúng rồi, chúng ta cứ ôn tập lại được là gì? Có hành động gì? Ngồi xuống này, đứng lên. Và chúng ta làm quen thêm được hành động đó là lắng nghe. Cô yêu cầu các bạn lắng nghe thì cô Hiền sẽ là listen. Listen. Ok. Với phần bài tập thực hành tiếp theo nào, các con hãy quan sát cho cô nào. Ở đây chúng ta có 3 bức tranh và mỗi bức tranh sẽ có 2 khẩu lệnh bằng tiếng Anh tương ứng. Các bạn hãy chọn cho cô nào khẩu lệnh nào là chính xác của bức tranh nhé, bằng cách khoanh tròn cho cô. Ở đây câu số 1, đề bài đã khoanh cho mình đáp án đó là sit down, tương ứng với bức tranh đó là hình ảnh bạn ấy đang ngồi xuống, khẩu lệnh thứ nhất. Tương tự các bạn sẽ làm cho cô phần bức tranh thứ hai và thứ ba nhé. Hãy phân chọn vào đúng khẩu lệnh tiếng Anh phù hợp với bức tranh. Các bạn đã có đáp án chưa? Chúng ta hãy cùng phân tích câu thứ hai nhé. Với bức tranh thứ hai là hình ảnh bạn ấy đang đứng lên. Thì đứng lên sau tiếng Anh là gì nhỉ? Chúng ta vừa ôn tập xong stand up. Stand up. Và stand up là cụm từ thứ nhất hay cụm từ thứ hai? Ở đây chính là cụm từ thứ hai. Chính xác rồi. Phần bức tranh thứ ba, ở đây chúng ta có hành động, đó là hành động lắng nghe. Hành động lắng nghe thì chúng ta vừa được học cô Hiền dạy xong, đó là cái listen. Listen, lắng nghe. Lắng nghe thì chúng ta đã có ở bài hôm trước rồi, đó là khoanh tròn cho cô đáp án thứ nhất, listen. Bài tập này đòi hỏi chúng ta phải ghi nhớ cả cách viết của các khẩu lệnh nhé, để chúng ta có thể đọc được. Ok, các bạn hãy cố gắng về nhà ghi nhớ cho cô. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Sau khi thực hành kiến thức rất là nhiều với cô Hiền, thì bây giờ các bạn hãy cùng mở sách bài tập tiếng Anh ra nhé. Quyển sách cô đã để sẵn trang bìa cùng với phần trang thứ hai đó sách bài tập. Và sách bài tập này không có màu để chúng ta phân biệt với sách học của chúng ta nhé. Các bạn hãy cùng mở trang số 2. Chúng ta cô Hiền sẽ hướng dẫn các bạn
làm những phần bài tập thực hành ở trong sách bài tập nhé. Các bạn đã mở đúng rồi đúng không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài thứ nhất. Bài thứ nhất ở đây đề bài yêu cầu đó là chúng ta sẽ luyện tập kỹ năng listen. Chúng ta vừa học xong lắng nghe và quan sát các bức tranh để phân cho cô bức tranh nào là chính xác so với nội dung mà các bạn nghe được. Ở đây ví dụ nhé, câu số 1 có hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất là các bạn ấy đang bắt tay để thể hiện hành động đó là chào hỏi ấy. Sau đây ở đây chào hỏi với ai? Chúng ta chào hỏi với cô giáo, giống như chào cô Hiền đúng không? Thì các bạn ấy sẽ chào là gì? Các bạn hình dung ra từ chào hỏi trong tiếng Anh nhé, để thể hiện. Chút nữa cô Hiền đọc có khớp với các bạn hình dung hay không? Tiếp theo ở bức tranh thứ hai, ở đây đó là hành động tạm biệt. Tạm biệt có vẻ là gì? Cô nghe đúng rồi đó. Thì bây giờ các bạn hãy lắng nghe xem cô Hiền nói từ nào nhé. One. Hello teacher. Hello teacher. Các bạn đã nghe rõ chưa? Và khoanh được đáp án của mình chưa? Cô lưu ý là các bạn hãy khoanh bằng bút chì nhé, để nếu có sai chúng ta có thể tẩy được. Đáp án ở câu số 1 này, ở đây sẽ là bức tranh thứ nhất cho cô, đó là hành động chào. Và ở đây chính xác là chào giáo viên của mình, hello teacher. Tương tự, các bạn hãy hình dung cho cô nào. Ở phần số 2 chúng ta có hai bức tranh. Hành động thứ nhất, ngồi xuống, đó là sit down. Hành động thứ hai, đứng dậy, stand up. Bây giờ các bạn hãy cầm bút chì lên nào và lắng nghe cô Hiền đọc nhé. Stand up. Stand up. Stand up. Hành động ở đây đó là đáp án, là đáp án bức tranh thứ hai cho cô. Đó là hành động bạn trai đang đứng dậy cho cô. Cô yêu cầu bạn đứng dậy chính là stand up. Stand up. Tương tự với bức tranh số 3 nào. Bức tranh số 3 ở đây có hình ảnh đầu tiên, đó là bạn gái đang open your book. Open your book là một sách. Tiếp theo bức tranh bạn trai cô Hiền, bạn gái đang đóng sách lại, close your book, close your book. Các bạn đã tưởng tượng rồi, cô Hiền đọc nhé. Và phần đáp án cho chính xác nào. Open your book. Open your book. Các bạn đã lựa chọn được đáp án chưa? Và cùng kiểm tra nào. Đáp án ở đây là bức tranh thứ nhất. Mở sách nào. Open your book. Chúng ta sẽ tiến với phần bài thực hành số 2 trong sách bài tập nhé. Bài thực hành số 2 cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ luyện tập kỹ năng lắng nghe, listen. Và khoanh tròn cho cô vào. Ở đây các bạn sẽ không khoanh vào bức tranh, mà các bạn sẽ khoanh vào yes là đúng, no là sai. Ở đây các bạn sẽ lắng nghe nội dung có đúng với bức tranh mà đề bài đưa ra hay không. Nếu đúng với bức tranh đề bài đưa ra thì các bạn sẽ điền cho cô là yes. Còn nếu sai thì các bạn sẽ điền cho cô là no. Các bạn hãy nhìn vào bức tranh thứ nhất cho cô nào. Bức tranh thứ nhất, bạn gái đang làm hành động tạm biệt. Tạm biệt thì chúng ta có từ goodbye. Goodbye, đúng rồi. Thì bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô Hiền xem có đúng là hành động tạm biệt hay không nhé.
Goodbye my. Goodbye my. Goodbye my. Vừa rồi cô Hiền đã đưa ra đáp án câu thứ nhất, đó là đáp án là hành biệt, đó là hành động tạm biệt và tạm biệt đây là tạm biệt my. Tương tự với câu số 2 nào, hành động của bạn Thái là làm gì? Các bạn quan sát, đó là hành động ngồi xuống. Ngồi xuống cũng là gì? Ok, bây giờ các bạn hãy lắng nghe xem có đúng hành động ngồi xuống không nhé. Stand up. Stand up. Stand up. Đáp án đây là yes or no, đúng hay là sai nào? Các bạn khoanh chưa? Đáp án ở đây là no, là sai. Cô nhìn đã đưa ra khẩu lệnh đó là stand up, là đứng dậy, chứ không phải là hành động ngồi xuống giống như bạn ở phòng xanh nhé. Number 3, câu số 3 nào. Câu số 3, bạn gái đang làm hành động. Close your book. Close your book. Có nghĩa hành động đóng sách lại đúng không? Các bạn hãy lắng nghe xem có đúng là bạn đóng sách lại hay không nhé. Close your book. Close your book. Các bạn đã phân biệt đáp án chưa? Đáp án ở đây đúng là như vậy, là yes nha. Bạn ý, cô yêu cầu đóng sách lại. Các bạn hãy cùng kiểm tra lại đáp án xem mình đã làm đúng hay chưa. Ok. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay rồi. Bài học ngày hôm nay chúng ta đã học những khẩu lệnh trong lớp học bằng tiếng Anh rồi. Chúng ta đã ôn lại cho cô nào khẩu lệnh đầu tiên, đó là open your book. Tiếp theo, close your book, đóng sách lại. Tiếp theo nữa là sit down. Sit down, ngồi xuống. Tiếp theo, stand up. Stand up, đứng dậy. Và thêm một hành động nữa, đó là listen. Chúng ta vừa thực hiện xong, lắng nghe. Ok, các bạn hãy cùng về nhà luyện tập thêm với các bạn của mình hay là với bố mẹ để làm sao phát âm cho chính xác hơn, cũng như là ghi nhớ được các viết của từ nhé, để chúng ta luyện tập đọc. Còn tôi và cô Hiền sẽ kết thúc bài học ở đây và giới thiệu về phần bài học tiếp theo. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ làm bài chủ đề Getting Started, như là bài số 3, Lesson 3, trang số 4 trong giáo trình của chúng ta nhé. Cô Hiền sẽ nói tạm biệt trong tiếng Anh. Goodbye students. Goodbye students.